Lưu ý khi ăn uống vào buổi tối, giúp giảm mỡ nội tạng và giảm cân. Uống trà bạc hà. Bạc hà có tác dụng tăng cường trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo. Uống trà bạc hà trước khi đi ngủ có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng và giảm cân. Ăn bữa tối nhẹ. Bữa tối nay là bữa ăn nhẹ nhất trong ngày của chúng ta. Ăn bữa tối càng nhẹ càng tốt và cố gắng bổ sung carbohydrate, protein và chất xơ trong bữa ăn này. Không ăn tối quá muộn. Ăn bữa tối quá gần giờ đi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ chất béo ngay cả sau bữa ăn tối nhẹ. Bạn nên giữ khoảng cách ít nhất từ 2 đến 3 giờ giữa bữa tối và giờ đi ngủ. Lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn. Nếu bạn không thể tránh được thèm ăn vặt lúc nửa đêm, chọn những thức ăn lành mạnh hơn như ăn một ít hạt thay vì khoai tây chiên.